Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự 12 giờ trưa của Đài Truyền hình Việt Nam, và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính. Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện kết luận số 120 Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được tổ chức tại Hà Nội. Nhiều thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Huế đang được đào tạo nghề miễn phí và được trao cơ hội việc làm phù hợp với kỹ năng đào tạo. Hành trình chạy hè Việt Nam 2018 đang dẫn các bạn kiều bào trẻ đến thăm các tỉnh miền Trung của đất nước và cùng khám phá vẻ đẹp thiên nhiên của Việt Nam dưới góc nhìn kiều bào trẻ. Thưa quý vị, vào sáng nay tại Hà Nội, được sự đồng ý của Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã tổ chức hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện kết luận số 120 Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong 20 năm qua, kể từ khi thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, cũng như là thực hiện các chỉ thị kết luận của Bộ Chính trị, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực như là cải cách thủ tục hành chính, công tác đối thoại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp được quan tâm hơn trước. Nhân dân tham gia tích cực hơn vào công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng chính quyền. Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng cho rằng vẫn còn những hạn chế yếu kém. Ví dụ như là ở một số địa phương, cơ quan đơn vị, người đứng đầu vẫn mượn danh hoặc là nhân danh tập thể để hợp thức hóa những quyết định, ý chí chủ quan của cá nhân mình. Có lúc, có nơi còn tình trạng vi phạm dân chủ gây bức xúc, khiếu kiện đông người, nhất là trong thực hiện chính sách pháp luật về đất đai. Đề cập những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể phải làm sao để thực hiện quy chế dân chủ và phát huy dân chủ trở thành công việc thường xuyên liên tục, là động lực phát triển kinh tế xã hội. Đi đôi với phát huy mở rộng dân chủ, phải chú trọng giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật, đề cao trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân, kiên quyết phê phán, lên án, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật. Lợi dụng dân chủ, coi thường kỷ cương phép nước, kích động gây rối, làm mất an ninh trật tự ở cơ sở, làm hại đến lợi ích của nhân dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành chỉ thị số 20 CTTTG nhằm tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh. Thủ tướng lưu ý phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh phải thực chất, không gộp nhiều điều kiện thành một điều kiện theo kiểu cơ học. Chỉ thị nghiêm cấm các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự đặt thêm điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa, thủ tục kiểm tra chuyên ngành trái quy định của pháp luật. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình xây dựng dự án, dự thảo, văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa, sản phẩm kiểm tra chuyên ngành phải bảo đảm rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, không tạo rào cản gia nhập thị trường, không làm phát sinh chi phí cho doanh nghiệp. Còn một tuần nữa, dự thảo Nghị định 86 về điều kiện kinh doanh vận tải sẽ được Bộ Giao thông Vận tải trình lên Chính phủ để xem xét ban hành. Nhưng vẫn còn không ít những quan điểm khác nhau từ phía các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, đặc biệt là hai loại hình taxi truyền thống và xe hợp đồng điện tử. Bộ Giao thông Vận tải mới đây đã có buổi làm việc để ghi nhận ý kiến, qua đó có được những điều chỉnh cần thiết. Vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất khi sửa đổi Nghị định 86 là cách thức hoạt động và quản lý đối với taxi truyền thống và xe hợp đồng điện tử. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, nếu hai loại hình này có sự kết hợp với nhau thì các hãng taxi truyền thống sẽ có điều kiện kết nối tốt hơn với khách hàng để từ đó tăng hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, một vấn đề quan trọng được đưa vào dự thảo lần này đó là làm thế nào quản lý chặt chẽ các tài xế của xe hợp đồng điện tử, bởi thực tế hoạt động này hiện còn rất lỏng lẻo, gây nhiều rủi ro cho hành khách. Theo một số chuyên gia, nghị định cần xem xét cởi trói cho doanh nghiệp truyền thống hơn là gò bó các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo vào nhiều quy định, bởi như vậy có thể triệt tiêu sự sáng tạo và mong muốn tham gia thị trường của các doanh nghiệp. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, thực tế luôn có sự mâu thuẫn về lợi ích kinh tế giữa các doanh nghiệp truyền thống và các đơn vị kinh doanh trên nền tảng công nghệ. Do đó, nghị định mới sẽ nhằm khắc phục các kẽ hở chính sách về quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích các bên.
Thưa quý vị, thị trường căn hộ trong quý 2 vừa qua có sự sụt giảm cả về nguồn cung lẫn sức bán. Theo Công ty Kinh doanh Dịch vụ Bất động sản CBRE Việt Nam, trong 3 tháng qua, lượng căn hộ chào bán tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt hơn 6.000 căn, tức là giảm 36% so với cùng kỳ. Sức mua cũng giảm theo, với mức giảm là gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, thì diễn biến đáng chú ý là dù thị trường sụt giảm, giá căn hộ ở các phân khúc, đặc biệt là phân khúc cao cấp, vẫn ghi nhận mức tăng nhẹ hơn 5%. Việc giá căn hộ không những là không giảm mà còn tăng trong bối cảnh thị trường tăng trưởng không tốt, đặt ra nhiều câu hỏi cho nghịch lý này là vì sao lại có tình trạng như vậy. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng đi tìm câu trả lời trong phóng sự sau. Nguồn cầu từ người mua nhà ở thực vẫn luôn tăng trưởng hơn 10% mỗi năm. Nguồn cung đất đai tương đối hạn chế, giá đất tăng cao. Nguồn nguyên vật liệu xây dựng tăng, ví dụ như thép đang có xu hướng tăng giá, lãi suất ngân hàng đang có xu hướng nhích lên. Đây chính là những yếu tố mà chủ đầu tư này đưa ra để khẳng định về việc khó giảm giá căn hộ thời gian qua, cũng như cho các kế hoạch ra hàng cuối năm nay. Những dự án mà chúng tôi dự kiến là giới thiệu chào bán cuối năm thì đều có xu hướng là giữ vững, giữ giá ổn định, và một số dự án thuận lợi thì sẽ có xu hướng tăng giá. Theo Công ty Nghiên cứu Thị trường CBRE Việt Nam, giá bất động sản vẫn diễn biến tăng ổn định ở hầu hết các phân khúc. Những nơi được đầu tư cơ sở hạ tầng tốt, giá tăng từ 7 đến 14%. Đây được xem là mức tăng hợp lý. Và dựa trên những kế hoạch rõ ràng của các chủ đầu tư, dự báo phân khúc bình dân và trung cấp mặt bằng giá không thay đổi, còn phân khúc hạng sang có thể tăng mạnh nhất trên 10%. Từ đây đến cuối năm, chúng tôi nghĩ rằng một vài dự án ở Thủ Thiêm chắc chắn là cũng sẽ được chào bán với những mức giá có thể nói là cao kỷ lục. Chúng ta thấy rằng là các cái chủ đầu tư mà có những cái sở hữu những cái sản phẩm nằm ở vị trí tốt á, thì họ rất là tự tin để họ chào bán, để họ tăng giá cho dù là thị trường có thể có những cái chao đảo hay điều chỉnh. Theo các chuyên gia, thị trường đang chứng kiến sự giảm tốc về cả nguồn cung lẫn lượng cầu. Tuy nhiên, đây chỉ là giai đoạn tích lũy ngắn để phục hồi. Còn thực tế, sức mua từ người ở thực vẫn có xu hướng tăng lên. Theo lý giải của nhiều doanh nghiệp, sự sụt giảm của thị trường bất động sản hiện nay còn do ảnh hưởng của chu kỳ kinh doanh. Theo đó, các doanh nghiệp thông thường tung sản phẩm ra thị trường tập trung vào quý 1 và quý 4. Do vậy, khoảng thời gian giữa năm, quý 2 và quý 3 được coi như là điểm rơi của thị trường. Nguồn cung sụt giảm cũng là điều dễ hiểu. Sản xuất khoai tây trong nước làm nguyên liệu chế biến hiện nay chỉ đáp ứng khoảng 30-40%, còn lại đang phải nhập khẩu từ nhiều quốc gia. Theo khảo sát của Cục Trồng trọt, khoai tây ở Việt Nam hiện nay được tiêu thụ chủ yếu phục vụ ăn tươi ở thị trường nội địa, xuất khẩu lượng nhỏ sang Indonesia. Còn lại là từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm, Việt Nam thường nhập khẩu khoai tây từ Trung Quốc. Vụ đông ở các tỉnh phía Bắc, vùng cao Đà Lạt, Lâm Đồng là những vùng có lợi thế phát triển cây trồng này. Trong đó, diện tích trồng khoai tây ở miền Bắc đạt khoảng là từ 90-95% diện tích sản xuất của cả nước. Rất nhiều nông dân ở tỉnh Sơn La đang trở nên khấm khá và thậm chí là giàu có hơn nhờ vào việc trồng cây nhãn ghép. Loại nhãn được hình thành từ việc ghép các cành nhãn giống mới có năng suất chất lượng cao vào các gốc nhãn cũ trên địa bàn vốn đã cằn cỗi cho năng suất thấp. Cùng với đó, còn có sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền tỉnh Sơn La trong việc tổ chức lại sản xuất, quảng bá, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, xuất khẩu. Và những điều này đã giúp cho quả nhãn nơi đây tăng về lượng, đổi về chất, từ đó thu nhập mang lại cho bà con nông dân cũng tăng lên rất nhiều. Nhiều ngôi nhà mới khang trang đang được mọc lên ngay trong vùng trồng nhãn. Nhà của vợ chồng Ánh Sáng là một trong số đó. Nhiều năm trước, trồng mía tím, nhãn giống cũ nhà anh chỉ đủ ăn, không có tích lũy. Nhưng 2 năm trở lại đây, giống nhãn ghép đã giúp gia đình anh có tiền để xây cơ ngơi mới bề thế với đầy đủ tiện nghi. Thì gia đình là cũng 1 năm là cũng thu được khoảng là rơi vào khoảng 400 triệu chi phí đi rồi cũng được 300 triệu. Ở Sơn La, chỗ nào cũng có thể bắt gặp các hợp tác xã trồng nhãn. Đây là chủ trương của tỉnh nhằm liên kết các hộ trồng nhãn nhỏ lẻ lại. Nó không chỉ giúp tạo ra vùng nhãn ghép rộng, cho sản lượng lớn, đồng đều về chất lượng, mà còn khơi dậy sự tự chủ, năng động của từng người nông dân trong tìm kiếm thị trường. Tháng 3 năm 2018 thì Hợp tác xã Anh Sơn cũng đã cử đại diện đi vào trong các khu vực trong Nam, trong Thành phố Hồ Chí Minh, rồi Bến Tre, rồi Long An để tìm các đối tác tiêu thụ sản phẩm nhãn của Hợp tác xã Thành Sơn, đồng thời đưa đi xúc tiến thương mại các ở một số nơi như là Lào Cai rồi là Lạng Sơn. Tìm được thị trường,
trồng được sản lượng lớn, chất lượng cao và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhưng muốn có được thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường phải tạo sự chuyên nghiệp. Chúng tôi đã có thiết kế cái bộ nhận diện, bao bì và nhãn mác đặc biệt để xác định được cái nguồn gốc, truy xuất cái nguồn gốc người sản xuất và các cái tiêu chuẩn kèm theo. Thì chúng tôi có thiết kế các cái tem QR code để người dùng có thể là truy cập vào các phần mềm điện thoại để truy xuất được cái nguồn gốc của cái sản phẩm của nhãn của sông Mã Sơn La. Trên khắp các vùng trồng nhãn ở Sơn La đang xuất hiện ngày một nhiều các xe địa phương khác tìm về thu mua. Năm nay, nhãn ghép cho sản lượng thu hoạch cao gấp đôi nhãn thường và giá bán mỗi cân hiện cũng cao gấp đôi, nên người trồng hứa hẹn lại có một năm được mùa, được giá. Nhiều thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Huế đang được đào tạo nghề miễn phí. Không những vậy, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, các bạn còn được trao cơ hội việc làm phù hợp với kỹ năng đào tạo. Đây là một trong những dự án của tổ chức phi chính phủ Reach nhằm cải thiện cơ hội việc làm cho các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại đây. Tương lai tươi sáng hơn cho thanh niên nghèo Thừa Thiên Huế là tên gọi của hoạt động xã hội thuộc Trung tâm Reach, tổ chức phi chính phủ thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Kỹ năng nghề là trọng tâm đào tạo của chương trình. Vì vậy, khóa học kéo dài 24 tuần, có tới 80% thời lượng chương trình được giảng dạy và đào tạo theo tiêu chuẩn khách sạn cao cấp. Em đã học được những kỹ năng cơ bản về cách phục vụ khách hàng, làm sao cho hài lòng khách hàng, cách set up một bàn ăn Âu và một bàn Á như thế nào, và kỹ năng về pha chế. Làm sao cho trang trí một cái ly đẹp nhất và nước uống cho tốt nhất. Thấy mô hình này rất là tuyệt vời và khuyến khích những các bạn có hoàn cảnh khó khăn giống như em thì nên học. Sự ra đời của nhà hàng xã hội mang tên Tre là một bước hiện thực hóa giấc mơ việc làm của những thanh niên nghèo như Trần Thị Liên Khánh và hơn 4.000 bạn trẻ đã qua đào tạo của Rich. Kết thúc khóa học, kỹ năng và kiến thức đào tạo nghề được Khánh và các bạn trẻ chuyển hóa qua công việc tổ chức tiệc tại đây. Đây chính là mục tiêu cao nhất nằm trong định hướng đào tạo nghề theo nhu cầu xã hội của Rich dành cho thanh niên nghèo. Khi em chưa được vào học trường Rich thì em cảm thấy rất là ngược ra và tự ti. Khi em được vào học rồi thì em cảm thấy em tự tin hơn với bản thân. Lúc trước thì em cũng là được học vào trường Rich thì em cảm thấy rất là vui vì học được cho mình được cách sống và chọn nhất là cho mình một công an việc làm ổn định. Sự ra đời của nhà hàng Tre là một cái tất yếu của lịch sử. Đã đến lúc cũng cần phải có kinh doanh để lấy mà nuôi lại dự án. Chúng tôi hy vọng rằng đây là một cái điểm để cho tất cả các em mà được tiếp thu cái dự án của Rich sẽ có cơ hội học tập thực hành ngay tại đây và đồng thời sẽ có việc làm ngay tại đây cũng như là các nơi khác. Thừa Thiên Huế là địa phương thứ hai sau Hà Nội được Rich tổ chức mô hình doanh nghiệp xã hội. Học viên qua đào tạo sẽ có cơ hội làm việc tại cơ sở kinh doanh. Đây được kỳ vọng sẽ là cánh cửa sinh kế bền vững cho thanh niên nghèo Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung. Xin được chuyển sang phần điểm báo trong nước và quốc tế số ra ngày hôm nay. Trang tin điện tử Algeria 360 có bài Algeria Việt Nam tiềm năng hợp tác lớn. Nội dung bài viết cho rằng với sự nỗ lực của cả hai phía, tiềm năng hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-Algeria còn nhiều dư địa để phát triển. Algeria là nước nhập khẩu lớn thứ ba của Việt Nam tại châu Phi. Và năm 2017, tổng kim ngạch thương mại hai nước đạt 360 triệu đô la Mỹ, trong đó hàng hóa Việt Nam xuất sang Algeria có giá trị ước đạt là 281 triệu đô la Mỹ. Và thời gian tới, Algeria mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và dầu khí. Việt Nam điểm đến tiếp theo trong thị trường bất động sản cấp cao cấp của châu Á, tiêu đề bài báo được đăng tải trên tờ Mansion Global của Mỹ. Nội dung bài viết cho rằng hoạt động trong thị trường bất động sản cao cấp đang tăng mạnh ở Việt Nam. Đây là mức tăng mạnh nhất trong một thập kỷ qua. Sức tăng trưởng của thị trường bất động sản cao cấp ở Việt Nam đã thu hút nhiều nhà đầu tư đến từ Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc và Trung Quốc. Báo điện tử Việt Nam Plus đăng tải thông tin làm gì để nông sản Việt có chỗ đứng ở thị trường Hàn Quốc. Hàn Quốc hiện là thị trường hấp
dẫn các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản thủy sản của Việt Nam và doanh nghiệp phân phối nông sản của Hàn Quốc cũng đang tìm cơ hội hợp tác với các nhà cung cấp Việt Nam. Tuy nhiên, để nông sản Việt có chỗ đứng tại thị trường này thì doanh nghiệp Việt cần kiểm soát chất lượng, tạo giá trị mới cho sản phẩm nhằm cạnh tranh được với các nước trong khu vực ASEAN và Trung Quốc. Trang tin điện tử Asia Việt Nam bằng tiếng Nga có bài Nữ du học sinh Việt Nam ngành đầu bếp tại Úc ra mắt kênh YouTube giới thiệu cảnh đẹp và tinh hoa ẩm thực Việt Nam. Từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018, kênh YouTube có tên là Vương Anh's Cooking Journey đã đăng tải 14 tập phim ngắn giới thiệu về thắng cảnh của vùng Tây Bắc, đồng bằng sông Cửu Long và những nét khác biệt về văn hóa ẩm thực của người dân bản địa. Dự kiến đến tháng 9 năm 2018 thì Vương Anh sẽ tiếp tục giới thiệu cảnh đẹp và tinh hoa ẩm thực tại những tỉnh thành khác của Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Trong phần tiếp theo của bản tin, đại lễ cầu quốc thái dân an và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại chùa Bái Đính Ninh Bình là dịp để tỏ lòng biết ơn các thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu giành lại độc lập. Một sàn catwalk giữa không trung với tên gọi Dạo bước trên mây tại cây cầu vàng ở Đà Nẵng đem đến những bước chân của thời trang đi đến những địa điểm kỳ vĩ nhất Việt Nam. Xin được tiếp tục chương trình thời sự. Thưa quý vị, theo nhiều dự báo cho thấy mùa lũ năm nay ở đồng bằng sông Cửu Long có khả năng đến sớm hơn mọi năm. Đặc biệt là mực nước lũ ở đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu và khu vực nội đồng dự báo là cao hơn năm ngoái và ở mức trung bình nhiều năm. Đỉnh lũ sẽ dao động ở mức là báo động 2 và trên báo động 2. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, để đề phòng nước lũ gây hại cho lúa, ngành nông nghiệp các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long khuyến cáo nông dân chỉ sản xuất lúa thu đông ở những nơi có đê bao chống lũ triệt để, tuyệt đối không sản xuất lúa tràn lan ngoài quy hoạch không có đê bao bảo vệ. Các địa phương cũng đang khẩn trương di dời những hộ dân ở khu vực bị sạt lở nguy hiểm đến nơi an toàn, cắm biển cảnh báo sạt lở, tổ chức lực lượng ứng trực để đề phòng sạt lở diễn biến khó lường trong mùa mưa lũ. Đã gần tới ngày 27 tháng 7 và đây là dịp để chúng ta bày tỏ tấm lòng thành kính tưởng nhớ đến các thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu để giành lại độc lập cho dân tộc. Và tối ngày 14 tháng 7 tại chùa Bái Đính đã diễn ra đại lễ cầu quốc thái dân an và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ do Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Ninh Bình tổ chức. Qua những hành động ý nghĩa như vậy, mỗi người, nhất là các bạn trẻ sẽ thêm trân trọng cuộc sống và đồng thời thấy rõ hơn về trách nhiệm của bản thân mình với quê hương đất nước ngày hôm nay. Hơn 3.000 trái tim đã cùng hòa một nhịp đập của tình yêu thiêng liêng với quê hương Tổ quốc và tấm lòng tri ân sâu sắc tới sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Em nghĩ rằng chúng em cần phải nỗ lực, cố gắng trau dồi kiến thức, đồng thời phải rèn giũa bản thân thật tốt. Mình học tập không chỉ là về kiến thức mà còn rèn luyện về kỹ năng, lối sống để sao cho xứng đáng là một thanh niên thế hệ trẻ. Cùng với các tăng ni Phật tử, nhân sĩ trí thức là hơn 1.000 khóa sinh, là những học sinh, sinh viên cùng tham dự. Đến từ hơn 30 tỉnh thành trên cả nước, các em khóa sinh đang theo học khóa tu mùa hè tại đây có lẽ đã học được nhiều triết lý sống tích cực, được giáo hóa tâm hồn hướng đến những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Và tất cả những giá trị đó đều bắt nguồn từ cái gốc, chính là lòng hiếu nghĩa với gia đình, quê hương và Tổ quốc. Với cái đêm thắp nến tri ân tưởng niệm hôm nay thì cũng muốn để cho các em biết về cội nguồn, biết về cái sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ đã vì nước quên thân, vì dân quên mình. Và qua đây thì các em học được một cái bài học, đó là biết ơn. Tự tay xếp một ngọn đèn hoa đăng để góp phần làm nên chân dung đất nước là tấm bản đồ hình chữ S với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, chính là khoảnh khắc thiêng liêng mà mỗi người tự cảm nhận được ánh sáng từ ngọn nến ấy trong tâm hồn mình. Ánh sáng của niềm tự hào là con dân nước Việt, ánh sáng thắp lên niềm quyết tâm, phấn đấu và phát huy để xứng đáng với sự hy sinh to lớn mà thế hệ đi trước đã dành cho ngày hôm nay.
Xin được tiếp tục cập nhật tới quý vị hoạt động của Trại hè Việt Nam 2018. Hành trình Trại hè Việt Nam 2018 đang dẫn các bạn trẻ kiều bào đến khám phá các tỉnh miền Trung. Và với nhiều người, dù đã về Việt Nam nhiều lần, thế nhưng được đi dọc đất nước tận mắt chứng kiến những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của quê hương thì đó là một cơ hội hiếm có. Và ngay sau đây hãy cùng theo chân các kiều bào trẻ để xem quê hương đất nước dưới góc nhìn của họ như thế nào nhé. Thuyền dọc sông Son vào động Phong Nha, Kẻ Bàng. Với nhiều bạn trẻ kiều bào, đây là lần đầu tiên họ được trải nghiệm một chuyến đi như vậy, được tận mắt chứng kiến bức tranh thiên nhiên đa sắc màu, từ núi non cho đến hang sâu. Em rất vui và em thấy ở đây rất là đẹp ạ. Ở đây trời hôm nay rất là tốt nên mát nên đi rất là vui. Em rất là ngạc nhiên vì không nghĩ Phong Nha lớn đến vậy. Hôm nay đến đây, em vô cùng ấn tượng. Mọi người hãy đến Việt Nam và tới đây nhé! Hệ thống thạch nhũ với nhiều hình dạng khác nhau. Những hình ảnh lạ kỳ của tạo hóa thiên nhiên đã nhanh chóng hấp dẫn các bạn trẻ. Wow! Ở đây rất đẹp! Việt Nam đẹp quá! Mình rất thích cảnh ở đây, thực sự rất đẹp. Mình chưa từng nhìn thấy những cái này ở đâu khác, nó rất đặc biệt. Nó rất đẹp tại vì bên cộng báo sách mình cũng có nhiều nơi giống thế này, nhưng cái này to hơn nhiều nên là em thấy rất đẹp. Trước khi tới Phong Nha, các thanh thiếu niên kiều bào cũng đã có một ngày trải nghiệm tại rừng quốc gia Cúc Phương, được tìm hiểu về quá trình bảo tồn các loài thú linh trưởng. Em rất hứng thú với tìm hiểu những cái về kiểu thiên nhiên với động vật thì nên em rất thích cái kiểu chương trình đi kiểu như này. Chụp được rất nhiều ảnh thì em sẽ cho các bạn ở bên kia xem để giới thiệu về văn hóa và cảnh đẹp của Việt Nam mình. Cùng nhau khám phá và trải nghiệm những vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước, đây sẽ là một kỷ niệm đẹp khó quên của các thanh thiếu niên kiều bào tham gia Trại hè Việt Nam năm nay. Quý vị, Fashion Voyage là hành trình thời trang đặc biệt đem những bước chân của thời trang đi đến những địa điểm kỳ vĩ đặc biệt nhất của Việt Nam. Và hành trình đầu tiên được tổ chức tại cây cầu vàng độc đáo ở Đà Nẵng, một sàn catwalk giữa không trung. Với tên gọi Dạo bước trên mây, bốn nhà thiết kế cùng những bộ sưu tập của mình đã đem đến cho khán giả những trải nghiệm vô cùng thú vị. Những bước đi uyển chuyển mềm mại trên cây cầu dài 150m, độ cao 1.400m. Sàn catwalk có 102 này không làm khó được những người mẫu và cũng trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà thiết kế. Lần này thì chúng mình Phong mang đến một bộ sưu tập áo cưới dành cho mùa Recon 2018 với tên gọi là Nàng Mây. Mình cảm giác là nó sẽ hơi nghiêng một tí và nó cũng hơi vòng xoay một tí, cho nên là khi đi thì không có giống một cái đường cắt lớp bình thường là đường thẳng và mặt phẳng không có trơn láng như bình thường mà là những cái thanh gỗ ngang có khoảng cách, thì cho nên là khi người mẫu đi thì phải thật sự rất là tự tin và cảm được mình bước chân trên cái sàn như thế nào. Thế nhưng một cơn mưa to đã khiến buổi biểu diễn phải dừng lại. Thực sự ra khi nhìn thấy những giọt mưa đầu tiên, cảm giác của mình rất là hoang mang, bởi vì đó không phải là tâm huyết của một mình anh mà của cả một ekip. Và rồi chỉ chưa đầy 20 phút sau, một sàn diễn khác đã được tạo nên. Từ một cây cầu phía bên ngoài trời đã được dời vào phía một trong một cái nhà ga, trong một bối cảnh rất là ấm cúng. Sau tất cả thì đã thể hiện được đúng tinh thần là thông điệp của chương trình, là nếu bạn đam mê một điều gì đó, ước mơ một điều gì đó thì cứ làm đi, rồi sẽ có những người xung quanh ủng hộ bạn, sẽ biến những điều không thể thành có thể. Trong một chương trình biểu diễn mà có tới 2 sàn catwalk, thông điệp về sự sáng tạo và không bỏ cuộc đã phần nào truyền cảm hứng tới mọi người. Sau đây là những thông tin về thời tiết. We'll be right back.
Bản tin thời sự cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.